Em là đứa con 9 tuổi, 9 tuổi. Rồi cái câu nói 9 tuổi gì quá rồi. Phim phim là một đứa con 9 tuổi ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành, lễ phép. Em là đứa con 9 tuổi. Hôm nay em nói sao qua cái địa danh này. 9 tuổi, ba má bỏ nhau, ly dị, buồn quá. Bao nhiêu năm trời ngồi một mình, tự chủ một mình, tự chủ một mình. Hay hồ quá. Rồi thấp cũng sao nghĩ sao? Trời ơi, tôi không nghĩ là sự lạc này là để làm cho mẹ. Bao nhiêu người thử thách đúng một cái, mình thử thách cái gì? Trong khi tôi là tôi mất diễn chết mẹ hay luôn, tôi nghe thử thách kéo dài. Tôi muốn diễn, tôi rất là muốn diễn, không cho tôi diễn. Kết luận là thanh thật. Hay là ba má của tôi đến từ hai trường học khác nhau. Thiệt ra là tôi cũng học trường khác đó, tôi khác ngành luôn. Tụi tôi đã từng học chung trường với nhau hết rồi. Không. Tôi lộn đâu rồi? Không, con bé này không có. Ba tụi tôi từng học chung trường chứ. Ở đây trường với má ơi. Đây bê đê quá, quay bên men lên. Té vì test là mình lờ. Bây giờ thì tình hình bụng rất là đói. Đúng rồi, không. Tụi tôi sẽ đi ăn đó. Tụi tôi đây có gì để ăn nè? Ở đây có gì để ăn nè? Hai cái bánh kem, canh tin đóng cửa rồi. Không biết nữa. Canh tin đóng cửa rồi. Thôi ba về thành phố ăn. Rồi quay về. Thôi về nhà bà, bà nhang bà bên tên rồi bà dán ăn đi. Bà dán ăn gì? Mới 4 giờ. Đây là cơ sở Thủ Đức Linh Trung. Thay đổi. Mình là Kim Thạch được đến từ khoa quan hệ quốc tế của trường học. Mình là Thanh tới từ khoa đạo diễn trường học sinh phát ngành. Đó. Bà thuộc mình ra chúng tôi. Đất tâm là sư phạm ơi. Tôi nhớ sư phạm lắm. Ê, con đâu con tao. Em xin lỗi. Con nhớ ba mẹ lắm. Thôi thì nó lại đi. Thôi em nói đổi lại. Sư phạm ơi. Không nhớ. Đạo sư cứu mình chứ. Đâu có thể quốc tế của mình xong á. Tắt đi. Không biết tắt.